Hello chào mọi người ạ. Hôm nay mình quay lại cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người những cái thao tác cơ bản trong việc chúng ta sử dụng phần mềm Escape để chúng ta trích xuất render những cái hình ảnh cũng như là video từ cái mô hình Revit. Thì cá nhân mình là một sân cơ điện, thì trong một lần sếp có yêu cầu mình là phải render sâu ra một cái video về hệ thống cơ điện của một cái phòng điển hình và một cái phòng máy. Thì mình có tìm hiểu một số cái phần mềm giúp mình đạt được cái mục đích đấy, và mình tìm đến cái thằng Escape đấy. Thằng Escape đấy thì thằng này nó như là một cái công cụ tích hợp trong Revit, và nó không đòi hỏi cấu hình máy quá cao, và việc render, việc sử dụng cũng rất là đơn giản và thuận tiện. Đấy, thì buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái thao tác cơ bản trong trong cái giao diện của Escape. Đầu tiên là chúng ta phải tải cái phần mềm này về. Thì mọi người có thể vào cái trang web thủ thuật phần mềm này, rồi tìm đến Escape, thì là nó sẽ đưa ra chúng ta một số những cái phiên bản khác nhau của phần mềm này. Thì chúng ta nên chọn những cái phiên bản nào trên phiên bản 2.5, tức là từ 2.5 trở lên. Tại sao như thế? Thì vì cái phiên bản 2.5 thì nó có update cho mình thêm một cái công cụ. Một cái công cụ. Tí nữa thì mình sẽ đề cập đến cái công cụ đó. Được chưa? Thì sau khi chúng ta download ở trong trong cái trang web này về rồi, nên mình đang sử dụng cái phiên bản này, thì chúng ta sẽ có một cái thư mục như này. Giải lẽ là thì chúng ta sẽ có một cái thư mục như này. Thì chúng ta sẽ có hai file, à một file một tệp. Cái file này chúng ta sẽ chạy để chúng ta cài đặt phần mềm, và có một cái tệp crack nữa để crack. Rồi sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở Revit lên. Mình đang mở một cái file dự án mẫu của Revit 2019. Và khi chúng ta cài xong Revit, à cài xong Escape, chúng ta mở Revit lên, thì lập tức là trên cái thanh công cụ của Revit này, nó sẽ thêm cho chúng ta một cái tab Escape ở đây. Một cái tab Escape đây. Đúng không? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái giao diện của Escape lên để xem mà nó hiển thị cái mô hình 3D trong Revit như thế nào. Đấy, nó sẽ hiển thị trực tiếp luôn, và chúng ta không phải trích xuất, hay là chúng ta chỉ xuất một cái file có đuôi khác để chúng ta import vào như một số phần mềm khác. Dạ. Chỉ việc chúng ta ấn vào thì start đây. Nó đậm luôn. Rồi. Thì nó hiện ra một cái cửa sổ. Thì đây là cái cửa sổ chính của thằng Escape này. À, có thể lần đầu các bạn mở thì nó sẽ hiện ra một cái bảng yêu cầu các bạn phải điền cái key. Thì các bạn sẽ phải chạy cái file crack ở đây này. Đấy. Để chúng ta copy cái key này để chúng ta crack phần mềm. Được chưa? Và sau khi crack xong, chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ được một cái hiển thị như thế này. Đấy. Đây không phải là một cái phần mềm mở riêng, mà nó giống như là một cái cửa sổ của thằng Revit thôi. Nhớ. Rồi mình sẽ mở phóng to ra. Thì các bạn có thể thấy là trên này hoàn toàn chúng ta sẽ không có những cái thanh công cụ nào chúng ta can thiệp lại trong cái cửa sổ này cả, mà nó chỉ hiển thị cho chúng ta một cái bảng dưới này. Đây là cái bảng hướng dẫn di chuyển trong cái mô hình đang hiển thị tại cái view này. Được chưa? Chúng ta sẽ có những cái phím di chuyển ở đây, V, K, A, S, D, tương ứng với cả bốn cái chiều chúng ta di chuyển. V là tiến, đúng không? A, D để sang hai bên, và S là lùi. Chúng ta có thể kết hợp những cái phím di chuyển này với cả phím mũi tên tiến lên để chúng ta tăng tốc độ di chuyển. Ví dụ mình sẽ ấn phím V kép cộng và phím mũi tên đi lên nhé. Này không không ấn đấy, ấn nó sẽ đi nhanh hơn. Được chưa? Sang trái. Được chưa? Rồi nếu chúng ta muốn di chuyển nhanh hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng giữ phím Ctrl. Đây mình sẽ sử dụng phím V kép để tiến lên và giữ phím Ctrl nhé. Đấy, nó sẽ nhanh hơn nữa. Được chưa? Ngoài ra chúng ta sẽ có một số phím như là phím E và phím Q ở đây, là giúp chúng ta up và down. Đây, Q là xuống, E chứ là di chuyển lên trên. Được chưa? Rồi, tiếp theo là phím Space, phím cách, đúng không ạ? Thì ấn phím cách thì lập tức các bạn có thể thấy là này, chúng ta sẽ rơi xuống mặt đất. Thì đây giống như là trạng thái walk, đi bộ. Chúng ta có trọng lực, chúng ta đi bộ trên cái mặt phẳng, cái mặt đất này. Được chưa? Ở phim cách nữa thì chúng ta sẽ đi lên, nó sẽ loại bỏ cái trạng thái đi bộ, và chúng ta có thể đưa cái hiển thị của chúng ta lên trên. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ có phím mở.
mở phím M, tức là nó show hai map đúng không? Thì trên này sau khi phím M đã show chúng ta một cái vùng, một cái ô vuông ở phía bên trên này. Giống như là một cái bản đồ thu nhỏ vị trí chúng ta đang đang quan sát và cái mô hình của chúng ta. Để chúng ta biết được là chúng ta đang ở đâu. Thì cái map này là nó sẽ hữu ích trong việc nếu chúng ta render một cái tầng hầm chẳng hạn. Một cái tầng hầm chẳng hạn. Nếu như chúng ta đi vào trong cái không gian ở trong công trình ấy, mà chúng ta lại không nhớ rõ được là cái phòng chúng ta cần đi đến ở đâu, thì nếu như các bạn làm một cái video render mà các bạn phải đi từ phòng máy cấp nước sang phòng phòng điện rồi là sang phòng chữa cháy chẳng hạn, thì các bạn phải biết đường đi sao cho nó không đi qua được những cái vị trí, không đi qua những cái vị trí đâm qua tường hoặc là đâm qua những cái vị trí các bạn không mong muốn. Thì chúng ta có thể sử dụng cái map này để chúng ta định hình được cái vị trí chúng ta đang đứng ở đâu trong tổng thể của cái mô hình để chúng ta di chuyển một cách thuận tiện. Được chưa? Rồi mở chúng ta ra đi. Tiếp theo là cái phím K là Video Editor đúng không? Thì cái phím K này là cho phép chúng ta bật một cái camera để chúng ta làm phim. Thì cái này mình sẽ nói trong video sau. Để chợ. Và phím H. Phím H này đẹp. Tức là chúng ta sẽ bật tắt hiển thị của cái bảng hướng dẫn trong cái cửa sổ này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang sử dụng chuột thì sao? Thì chúng ta có thể phóng to thu nhỏ chuột bằng cách chúng ta xoay chuột giữa. Xoay chuột giữa. Được. Rồi chúng ta có thể đến cái vị trí chúng ta mong muốn bằng cách chúng ta kích chuột trái hai lần. Đấy, thì lập tức là chúng ta sẽ đưa cái view chúng ta hiển thị đến cái vị trí chúng ta vừa chọn. Được chưa? Rồi ngoài ra chúng ta giữ chuột giữa thì chúng ta sẽ pan, chúng ta sẽ di chuyển cái mô hình của chúng ta. Di chuyển cái mô hình của chúng ta. Ngoài ra nếu như chúng ta giữ chuột trái, giữ ghi chuột trái mà chúng ta di chuyển chuột đấy, thì nó giúp chúng ta là look around, mà nhìn quanh cái vị trí chúng ta đang đứng. Được chưa? Và bằng cách chúng ta sử dụng cả những phím mũi tên và phím giữ chuột trái đây, thì các bạn hoàn toàn có thể đi quanh mô hình của các bạn đấy, để xem những cái vị trí của mô hình. Chúng ta có thể ấn phím, thêm phím Ctrl có thể di chuyển nhanh hơn. Như này. Đấy. Ngoài ra ở đây sẽ là có phím công cụ của cái phím chuột phải. Giữ phím chuột phải. Ví dụ mình sẽ đưa con trỏ chuột vào cái vị trí, cái cột đây. Mình giữ chuột phải. Và mình di chuyển chuột. Thì các bạn có thể thấy là mình đang quay mô hình tại vị trí con trỏ chuột mình đang để. Đấy. Quay mô hình tại vị trí con trỏ chuột mình đang để. Rồi. Ngoài ra là kết hợp với cả phím Shift Tab ở đây. Tức là sao? Khi các bạn giữ phím Shift và giữ chuột phải và di chuyển con trỏ chuột của các bạn, thì lập tức ở góc màn hình, các bạn ý góc màn hình nhé, nó sẽ xuất hiện một cái ô thời gian, tức là giờ trong ngày. Và kèm theo đó các bạn có thể thấy mô hình chúng ta sẽ có hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ, nó thay đổi. Thì đây là về phần thời gian, nhận thay đổi thời gian trong ngày, hiển thị ánh sáng trong cái mô hình này. Được chưa? Được. Thì các bạn có thể thấy là ngoài những cái hướng dẫn di chuyển này, chúng ta hoàn toàn không có những cái công cụ nào ở trong cái cửa sổ Enscape này để chúng ta can thiệp chỉnh sửa vào mô hình cả. Đúng không? Bây giờ mình sẽ thu nhỏ lại và quay trở lại Revit. Quay trở lại Revit. Thì trong cái mục Enscape này, chúng ta còn có rất nhiều những công cụ khác. Thì đây là những cái thanh công cụ giúp chúng ta chỉnh sửa những cái hiển thị ở trong cái view Enscape vừa rồi. Cái view Enscape vừa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt mình sẽ đi qua một số những công cụ ở đây. Một số công cụ ở đây. Thì đầu tiên là cái phần control ở đây, chúng ta đang để chế độ là update trực tiếp đúng không? Update trực tiếp tức là sao? Ví dụ cái mô hình này của mình ấy. Hello. Rồi, mình ở đây có hai cây, mình sẽ xóa hai cây đi. Xóa hai cây đi. Tôi quay trở lại cái mô hình, cái view Enscape của mình. Đấy, thì các bạn có thể thấy là hai cây ở vị trí này nó đã được xóa đi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ Ctrl Z ạ để cập nhật hai cái cây này ở trong mô hình Revit. Thì lập tức này, lập tức ở trong cái view này, đấy, nó đã trả về cho mình hai cây. Thế là các bạn hình dung được không? Đây là cái trạng thái nó tự động cập nhập cho các bạn những cái thay đổi ở trong cái model của các bạn.
Đấy, và cái view escape này, nếu như các bạn tắt cái chế độ này đi, chúng ta kích hoạt cái chế độ pause tạm dừng nó lại, thì các bạn thay đổi thì ở cái cửa sổ escape này nó sẽ không cập nhật cho các bạn. Đó, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến phần active document, đúng không? Active document. Để cho nó là lại update nhá. Thì nó sẽ sáng ra cái vị trí lên. Thì các bạn sổ ra đây trong này thì chúng ta sẽ có là một số những lựa chọn cho các bạn. Thì đây là những cái view 3D. Những cái view 3D ở trong cái file Revit của các bạn. Đấy ạ, những cái view 3D. Đấy, ví dụ mình sẽ chuyển sang một cái view là view kitchen. Phòng bếp. Thì sao? Rồi, mình sẽ mở cái view kitchen ở trong Revit lên. Đây. Và kèm với nó là mình sẽ lựa chọn view kitchen ở đây. Thì lập tức là cái cửa sổ escape của mình ấy. Đấy, nó sẽ cập nhật cái view giống như cái vị trí đặt camera ấy, tại đúng cái vị trí mà các bạn lựa chọn. Đấy là cái view kitchen. Được chưa? Đấy, đúng vị trí này luôn. Rồi. Tiếp theo sẽ là cái công cụ VR này, thì mình cũng không so cái công cụ này lắm. Nó giống như là các bạn sẽ xem hình ảnh render escape thông qua cái kính VR thực tế ảo ấy. Thực tế ảo. Được. Tiếp theo là cái render image này, thì tức là cho phép các bạn là chúng ta trích xuất xếp ra một cái file hình ảnh từ escape. Được chưa? Rồi, đây là phần export. Thì trong này sẽ có, chúng ta sẽ export ra có hai dạng. Thì giống như là các bạn sử dụng Revit ấy, thì các bạn sẽ có một cái định dạng các bạn xuất ra cái FBX này, đúng không? Để các bạn đăng lên cái mô hình A360 ấy. Thì tương tự như cái thằng eSport ở trong này, thì thằng này nó sẽ trích xuất ra chúng ta một cái mô hình và chúng ta có thể xem nó dưới giống như kiểu là cái mô hình A360 đấy, đúng không? Hoàn toàn chúng ta vào xem, chúng ta di chuyển được mà chúng ta không cần cài đặt escape nha. Nhưng mà chúng ta sẽ phải mất bản quyền, chúng ta phải cài đặt phần mềm, chúng ta phải có bản quyền thì chúng ta mới trích xuất được cái mô hình như thế, được chưa? Xong như vậy. Rồi tiếp theo là cái phần create view. Thì create view ở đây tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái view trong Revit tương ứng, chúng ta sẽ tạo ra một cái view trong Revit và sẽ có một cái góc nhìn. Ví dụ mình sẽ đây mình sẽ ấn vào create view. Đấy, escape view 1 chẳng hạn. Ok chưa? Đấy. À, thì nó tạo cho chúng ta một cái view 3D này. Và các bạn mở view 3D này thì các bạn thấy đây là khu bếp, đúng không? Thì tức là sao? Tức là nó sẽ cập nhật cái camera, cái góc hiển thị ở trong Escape này thành một cái view ở trong Revit. Nó ngược lại với cả cái công cụ tạo view đây, đúng không? Rồi. Tiếp theo là cái Asset Library. Thì tại sao mình lại khuyên các bạn là chúng ta nên sử dụng cái phiên bản 2.5? Tại vì cái phiên bản 2.5 ấy, thì nó thêm một cái công cụ là cái Asset Library này. Tức là nó sẽ thêm cho chúng ta một cái thư viện giống như là Lumion, cho phép chúng ta đặt những cái đối tượng vào trong cái mô hình trong Revit này. Ví dụ này, chúng ta sẽ có rất nhiều những thư mục vào đây, tương ứng với cả những cái đối tượng chúng ta đưa vào. Ví dụ mình sẽ chọn một cái cây chẳng hạn. Đây. Sẽ là một cây. Đấy, kích một cây. Hai cái chẳng hạn. Ba cây đây. Đấy, ví dụ mình đã đặt ba cây đây. Rồi máy mình nó hơi chậm. Mình đang để cái chế độ nó update liên tục ở trong Escape mà, nên là khi mình thay đổi cái gì trên model này thì thằng Escape, cái cửa sổ Escape cũng thay đổi theo. Thì sau khi mình đặt những cái mô hình này vào rồi ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa được cái chiều cao của cái cây này. Đó. Và đây là nó sẽ là cái dạng mảng mắc nối với nhau bởi những đường như này. Thì quay trở lại cái cửa sổ Escape. Đấy, các bạn có thể thấy. Sorry. Đây. Đấy, đây là ba cây này là chúng ta vừa đặt thêm vào. Được chưa? Đây là cái phần
phần phần nó cập nhật từ phiên bản 2.5 trở lên thì nó sẽ cho chúng ta cái đặt thêm những cái thư viện, những cái đồ tượng vào. Được chưa? Ok. Rồi chúng ta sẽ có một cái công một vài công cụ khác. Rồi camera pad. Thì camera pad này là cái công cụ giúp chúng ta liên quan đến cái phần chúng ta làm video. Đây, những cái công cụ đây. Camera pad này sẽ giúp chúng ta là trích xuất cái đường 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 path của camera, thì cái này mình sẽ nói sâu hơn trong việc trong cái phần làm video nhá. Đấy, chúng ta sẽ có hai phần phần load và chúng ta xếp xếp cái path này lại, đường path này lại. Được chưa? Đây là phần chúng ta chỉnh sửa này, chỉnh sửa video. Rồi. Đấy, giúp chúng ta bật tắt cái công cụ chỉnh sửa video ở trong Revit. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần là render panorama. Thì đây là cái định dạng video nó dạng là dạng dạng 360 ạ. Tức là chúng ta sẽ xem cái hình ảnh, cái mô hình video của chúng ta trên các phần mềm hỗ trợ hoặc trên Facebook, thì chúng ta sẽ xem cái xuất ra cái định dạng panorama này. Được chưa? Rồi tiếp theo sẽ là cái tab Manage Upload này. Thì là cái tab liên quan đến quản lý các file chúng ta đã render ra. Được. Tiếp theo sẽ là những cái tab âm thanh. Thì chúng ta có thể thêm âm thanh tại một số vị trí khi chúng ta đưa cái camera trong video đến vị trí đó, thì chúng ta có thể cài đặt những âm thanh về vị trí đó. Được. Rồi là phần setting. Thì trong này liên quan đến những cái cài đặt về những cái thông số của Escape. Thì đây là cái bảng này chúng ta sẽ sử dụng chính để chúng ta điều chỉnh hiệu chỉnh những cái hình ảnh hiển thị trong cái cửa sổ Escape. Vừa rồi thì cái này chúng mình sẽ nói trong video sau. Đấy, và cuối cùng sẽ là cái phần phản hồi và phần giới thiệu và phần mềm. Đấy. Thì buổi nay thì mình chỉ hướng dẫn qua các bạn về cái việc chúng ta di chuyển tương tác trong cái cửa sổ Escape này như thế nào và giới thiệu một vài cái công cụ ở trong này. Thì buổi sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là chúng ta sẽ sử dụng những cái cài đặt đây để chúng ta đưa ra trích xuất ra một cái hình ảnh render từ cái mô hình chúng ta bằng Escape như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, rất mong nhận được phản hồi cũng như những cái ý kiến đóng góp của các bạn để chúng ta cùng phát triển thêm. Cảm ơn mọi người.